Thái Như vui mừng chào đón quý vị đã đến với chương trình Quyền Năng Phái Đẹp. Quý vị thân mến, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty truyền thông Pink House thực hiện, được phát sóng vào lúc 19:15 thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và ngày hôm nay, Như xin được trân trọng giới thiệu diễn viên Dê Dê Nhật Hạ, diễn viên anh tài và không thể thiếu trong chương trình tiến sĩ tâm lý Linh Trang. Dạ, mình gửi lời chào đến quý vị khán giả ạ. Dạ, xin chào khán giả thân yêu của Quyền Năng Phái Đẹp. Dạ, em chào quý vị khán giả của chương trình Quyền Năng Phái Đẹp. Chào chị Khả Như, chào chị Trang và hello anh Tài. Xin chào mọi người, anh Tài xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Quyền Năng Phái Đẹp. Lời chào thân mến nhất. Và chủ đề ngày hôm nay đó là cha mẹ sợ con thua thiệt. Anh Tài thấy sao anh Tài? Nếu như mà mình sợ con mình thua thiệt thì chắc chắn là mình cũng có sợ rồi, nhưng mà em sợ vợ em hơn. Cái quyết định cuối cùng vẫn là vợ em, cho nên là cái chuyện mà con em có thua thiệt hay không là phải hỏi với vợ em trước. Đúng rồi. Thế còn Dê Dê? Dạ em thì em không có sợ bị thua thiệt. Tâm lý mình cũng phải sợ, nhưng mà em nghĩ là nó phải thua thiệt thì nó mới cảm nhận được cái cảm giác của cái người bị thua thiệt. Đó là cái tâm lý riêng của em là như vậy nha. Đúng rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tình huống đầu tiên. Vô. Trời ơi, cái gì vậy? Gì đâu mà người chưa tới mà có miệng tới rồi. Sao chuyện gì? Ngồi xuống đi, ngồi đứng. Sao? Nè, gấp lắm, giúp cái này đi. Cái gì gấp không gấp, phải bình tĩnh ngồi uống nước cái đi rồi nói chuyện. Không có uống nước vậy đó. Bây giờ cái chuyện này nó không có lớn, nhưng mà nó gấp. Chuyện gì? Nếu nó thẳng ra đi có gì đâu anh em không mà. Bây giờ chuyển khoản cho tôi mượn 50 triệu đi. Ừ, thà nói vậy đi. Cái gì? Chuyển khoản cho mượn 50 triệu? Tiền đâu ra cho mượn? Đâu có nhiều đâu. 50 triệu à. Đúng rồi. Đối với một người điều kiện nhông rất là bình thường. Ông nhìn tôi đây nè, từ trên xuống dưới đi. Có cái chỗ nào đáng giá 50 triệu không mà cho ông mượn? Bây giờ bạn cho tôi mượn đi, vài bữa tôi chuyển khoản tôi trả lại cho. Trước giờ ông luôn là người ha, có bao giờ thiếu tiền đâu. Tự nhiên bữa nay thiếu tiền là làm sao? Thì nói thiệt với bạn luôn, là bây giờ tôi phải đầu tư vô tôi làm ăn. Lô hàng này về nè là tôi phải chồng tiền liền. Mà cái lô hàng này nha, khi mà sang tay một cái là lời gấp đôi. Cho nên là phải chồng tiền vô để người ta giữ chỗ cho mình. Không có người ta lấy mất chỗ làm sao? Gấp tôi xây không kịp tôi mới nhờ bạn. Người điều kiện như ông xây còn không kịp nữa rồi tôi xây bằng cách nào? Bạn làm kế toán đúng không? Đúng. Bạn mới nhận tiền của công ty đúng không? Hả? Bây giờ đó, bạn cứ đưa tôi mượn, thứ hai tôi gửi cho bạn tiền, các bạn trả về công ty cái bộ. Tôi đưa ông mượn rồi lỡ như mà hai ngày sau mà ông không có gửi lại được rồi lấy gì tôi nạp cho công ty đấy? Ê, bạn nói về tôi tự ái nha. Bạn thấy tôi thì sao? Hồi đó giờ có thiếu tiền không? Thì đúng rồi, trước giờ không có thiếu thốn gì đâu. Đi về đi xe sang, ăn nhà hàng. Du lịch chữa lành thì tháng nào cũng đi hết trơn á. Vậy mà không tin nữa? Không phải không có tin, tại vì tiền là tiền của công ty mà, tiền của tôi. Ủa, mà ba mẹ có điều kiện vậy, giờ alo về một cái ông bả thế nào ông gửi lên nè. Từ trước giờ ông cần cái gì mà ông bả không chịu đâu. Tôi làm cái gì tôi tự xoay chuyển tôi làm thôi, tôi không muốn là ảnh hưởng tới ba mẹ tôi. Ông nói sao, trước giờ thấy cái gì ông cần ông cũng gọi gia đình hết trơn á. Mà công nhận á, ông may mắn nhất trong nhóm này luôn á. Ông cần một cái là cha mẹ ông là sẽ gửi lên, chưa bao giờ để ông thua thiệt ai bất cứ cái gì hết. Giờ tôi gọi điện cho mẹ tôi nghe nè. Dạ alo. Dạ mẹ, mẹ. Dạ mẹ đang ở đâu rồi mẹ? Dạ mẹ đi nước ngoài hả? Mẹ ơi mẹ, mẹ chỉ con gấp 50 triệu đi. Tại vì con làm ăn á, con cần gấp cái số tiền này để mà con chuyển cho người ta tầm 2 tiếng nữa mẹ. Giúp giùm con nha mẹ. Mẹ đang tắm biển mẹ chuyển không được hả? Rồi, để con nhờ bạn con. Mai mẹ chuyển lại cho con trả nó nha mẹ. Dạ, rồi, cảm ơn mẹ. Đó, khổ ghê luôn á. Tôi chỉ cần có vấn đề một cái là ba mẹ tôi giúp tôi một cái rúp. Bây giờ bạn chuyển cho tôi mượn, rồi thứ hai bạn trả lại cho công ty. Hai tiếng nữa mà tôi không đặt hàng á là người ta lấy mất cái chỗ của tôi. Giúp cái đi, nha. Thôi được rồi, đưa số tài khoản cho tôi. Đây, nè, AUE nè, quét liền đi. Xong rồi đó. Qua nè. Trời ơi. Cảm ơn nha. Anh em tốt, bạn tốt phải vậy chứ. Rồi tôi về nha. Đi gấp qua nha. Ây cha, cái tình huống đầu tiên mà sao nó có nhiều vấn đề dữ vậy? Không biết quý vị khán giả cảm nhận như thế nào ạ? Mời chị ạ. Xin chào chương trình cũng như là các bạn đang xem đài. Sau khi xem xong tự nhiên tôi có một cái suy nghĩ rằng là biết được là hoàn cảnh của anh này cũng không có khá giả. Tiền đó cũng không phải là tiền của anh mà là tiền của công ty. Nhưng mà vẫn ép bạn mình cho mượn tiền thì liệu tình bạn này có bền hay không? Dạ. Mời ý kiến bạn Nam ạ.
Dạ, xin chào chương trình Quyền Năng Phái Đẹp. Em cũng đang đặt một cái nghi vấn rất là lớn ở cái người bạn này là người bạn này đang thể hiện là mình một người giàu có. Không biết là thực tế thì cái người bạn này có như vậy hay không? Hay là anh ta chỉ đang tạo một cái vẻ bề ngoài hào nhoáng, còn thực tế cuộc sống của anh ta thì không tới cái mức độ như vậy. Dạ, dạ em mời chị ạ. Xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình. Mình là Tuyết Trinh. Qua cái tình huống vừa rồi á, thật sự là mình rất là nể cái người bạn cho cái anh chàng đó mượn tiền. Thực chất á, thì qua những lời nói khu môi múa mép là mình không xác nhận được là ảnh cần tiền gấp để kinh doanh đầu tư. Thì đầu tư chưa chắc là lời 100%. Nếu là Trinh là Trinh không cho mượn nha. Trời ơi, không cho mượn luôn. Thất biểu là buồn quá à. Sao vậy chị? Tài em có chuyện gì, em có nghĩ đến chuyện tìm một người bạn để mượn tiền không? Em á hả? Em chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Hỏi gì vậy? Toàn là bạn bè đi mượn em không, em cũng chưa bao giờ đi mượn bạn. Hay quá, nhà có điều kiện quá trời. Nếu mà mượn thì cũng vài ba triệu, nếu nằm ở trong tầm tay của mình thì mình vẫn có thể giúp được. Còn như mà số tiền lớn thì đó giờ cũng chưa có em đi mượn ai bao giờ. Quan sát cái câu chuyện thì mình sẽ thấy là cái anh bạn đi mượn tiền làm cho mình có vẻ là không yên tâm nha, có vẻ là không tin tưởng. Trường hợp thực tế thì em nghĩ chắc cũng có rất là nhiều người cho bạn của mình mượn tiền giống như vậy á. Trời ơi, sao có vậy? Chị Như cho bạn mượn tiền rồi đúng không? Chị Như là em đoán là có rồi. Nhiều lắm. Em là sẽ có trường hợp em cho, trường hợp em không cho. Em sẽ nhìn cái người đó, cái công việc nó có cái mức độ nó như thế nào. Và cái độ tin tưởng á, cái độ tin tưởng quan trọng lắm. Tại vì cái quan trọng của em là em sợ là mất bạn. Và cái điều quan trọng á là em lại quan sát là cái anh này nè, gia đình ảnh lo cho ảnh, rồi lo đến cái mức mà khi mà khó khăn là ảnh dãy nảy mà làm đùng như vậy. Thì em thấy cái này nó xuất phát từ một cái thói quen á. Cái thói quen là phải có liền á. Trong khi á, tiền của bạn mình là tiền ở công ty, bây giờ phải dãy lên mà lấy cho được cái số tiền đó, thì em thấy cái anh này cũng không vừa luôn. Vì thật sự là một người bạn thân thì người ta sẽ không ép bạn mình tới đường cùng như vậy. Tìm hiểu trước luôn là bạn đang giữ tiền của công ty á, hay bạn đưa đó cho tôi đi. Em nghe cái em thấy lừa đảo liền trong đó. Chắc là tại vậy mà khán giả đều nói nếu tôi không cho mượn. Chứ không phải là mình thiếu cái tính nhân văn tới mức là thấy người ta nạn mà không cứu là không phải. Thiệt, ông mượn tiền ta mà ông thấy bề trên không à? Thấy tôi không? Thấy tôi sang chảnh không? Cái gì vậy? Câu mấu chốt mà anh nói ra với bạn ảnh á. Ba má mình, cha mẹ mình xưa giờ mình muốn là đưa, chẳng qua má mình đang không có ở đây thôi. Muốn ngăn nào được ngăn nấy là cái câu mà dân gian hay nói đó. Thì để coi có phải là mấy ngày nữa mẹ ông về ông trả tiền cho người ta hay không. Tại vì mình cũng không có biết, chứ biết đâu ông mượn thiệt, rồi ông có trả thiệt sao. Mình phân tích quá thì cũng tội nghiệp cho em ông. Em nghi chắc mẹ ông không về luôn á. Trời ơi, mẹ ông ở nước ngoài luôn rồi đó. Thôi đừng có bi kịch quá, tội nghiệp quá vậy. Tội nghiệp là tại vì tiền là tiền của công ty. Cái chuyện mà mình định hướng người ta lấy tiền công ty đưa mình nó quá sai. Nhưng mà chỉ vì cái lợi cá nhân của mình, chắc người bạn này thân tới mức thấy nó quen quá nên không có phản ứng gì khác hết. Đó, chị nói cái này em đồng ý, đó là mình nhìn tới mình thấy quen thuộc quá rồi nên mình cũng không có phán xét bạn. Thì rõ ràng cái tính cách này nó có từ đâu. Bây giờ phải xem tiếp tình huống ạ. Xin mời quý vị khán giả. Phải nhà này không ta? Đưa hình là nhà rất là đẹp luôn. Sao nhìn nhà ngoài lụp xụp còn thua cả nhà nghèo dưới quê nữa ta? Mà cái địa chỉ này đúng rồi nè, đâu có thể nào sai được đâu. Dạ, cô ơi, cô. Ủa, dạ, có cái mai à? Dạ, cô cho con hỏi thăm xíu được không cô? Dạ, cô, ở đây cô biết bạn Thịnh cỡ con gì nè. Rồi con của cô Năm á, là nhà ở đâu không cô? Thịnh cao cao cỡ cậu. Dạ dạ, cỡ tuổi. Mần viết trên Sài Gòn hả? Dạ đúng rồi, bạn con cô. Ủa, nói vậy Thịnh là bạn cậu hả? Dạ. Trời ơi, nhà anh Thịnh đây nè. Tôi bà Năm má nó nè. Trời cô ơi, bạn Thịnh phải không? Ngồi chơi đi cậu. Tự nhiên nha. Trời ơi, nhà dưới quê nó đơn giản nó vậy đó. Cậu thông cảm nghe. Ngồi chơi đi cậu. Dạ, nhưng mà cô phải là cô Năm mẹ của Thịnh thiệt không cô? Ừ thì đúng rồi, tôi bà Năm má anh Thịnh nè. Bạn Thịnh hả? Bạn sao cậu? Học chung lớp hay là làm chung công ty? Dạ, tụi con là bạn học với nhau. Rồi cái sau đó ra trường thì không có làm chung, nhưng mà tụi con cũng chơi chung nhóm với nhau hả cô? Vậy hả? Dạ. Ủa, mà sao cậu hôm nay cậu xuống đây rồi Thịnh đâu? Con cần việc gấp nên là con tìm Thịnh mà không có tìm được nên con mới xuống nhà.
Ủa cậu điện thoại cho nó chưa? Con điện cháy máy luôn á, cả tháng nay rồi mà không có liên lạc được. Mà cậu kiếm Thịnh có gì không? Dạ thì bây giờ là con rất là gấp. Công ty con bây giờ là đòi tiền con mà con không có tiền đưa cho công ty. Thịnh mà không gặp được, con không lấy tiền được là con bị đuổi việc luôn á. Ôi, gì kỳ vậy cậu? Tự nhiên công ty đòi tiền cậu mà mắc gì cậu xuống đây cậu kiếm Thịnh vậy? Tại vì Thịnh á, Thịnh nói với con á là đưa tiền công ty cho Thịnh mượn đi. Thịnh xây sở công việc làm ăn gì đó trong vòng vài ngày à. Rồi cô đi nước ngoài hả? Rồi cô gửi tiền về rồi trả lại cho con rồi. Hẹn con 2 ngày mà bây giờ gần 2 tháng rồi không thấy đâu luôn á. Thằng Thịnh nhà tôi mượn tiền của cậu hả? Dạ. Trời ơi, cậu nói làm sao chứ hồi nào giờ tôi nói thiệt với cậu nha. Tuy nhà tôi cũng nghèo thiệt rồi cũng vất vả thiệt. Nhưng mà tôi với ổng không bao giờ mà để cho thằng Thịnh thiếu thốn cái gì hết trơn á. Lúc nào cũng lo cho nó đầy đủ á. Tự nhiên rồi bây giờ cậu nói là nó mượn tiền của cậu vậy. Mà nó mượn tiền cậu nhiêu? 50 triệu á cô. Hả? Trời đất ơi thằng Thịnh, nó làm cái gì vậy trời? Cách đây mấy tháng nè. Thì nó cũng nói với tôi là nó cần số vốn để làm ăn. Thì tôi mới đem cầm cố cái nhà này nè, gửi vô ngân hàng á. Rồi cái tôi vay 200 triệu rồi tôi đưa cho nó. Mà bây giờ nó làm cái gì mà nó mượn tiền của cậu thêm vậy? Nhà bây giờ là cầm luôn rồi đó hả cô? Thì đúng rồi, bây giờ tôi cũng đang còng lưng để mà tôi trả tiền lời hàng tháng đó cậu. Chết con này, rồi cô. Trời, thiệt tình là tôi cũng không biết làm sao nữa. Mà tôi nói thiệt với cậu nha, nào giờ á, nhà con mình nó, thế mà nó cần cái gì á thì tôi với ổng cũng ráng mà lo cho nó. Tài sản ở trong nhà, ruộng vườn đất đai rồi đến cái nhà này luôn tôi cũng cầm cố. Tôi đem tiền tôi đưa cho nó. Mà tôi hỏi nó làm cái gì, nó cứ nói là chuyện làm ăn. Mấy bữa nay cũng không có điện cho nó được. Bởi vì bây giờ tôi cũng không biết nó ở đâu nữa. Tụi con chơi chung với nhau á là cứ tưởng là nhà Thịnh giàu có dữ lắm. Đâu có ngờ mà thực tế như vậy đâu cô. Cô bây giờ cô ráng cô nhớ lại coi Thịnh có quen thân với ai không, rồi nó có thường xuyên liên lạc với ai không. Cô chỉ cho con đi, con tìm tới người đó con tìm Thịnh. Chứ giờ mà không tìm gặp Thịnh, không có lấy tiền đưa về công ty là con bị đuổi việc chắc luôn á cô. Bây giờ tôi cũng không có biết nó ở đâu, tôi cũng không biết làm sao bây giờ nữa đó cậu. Như thấy cả một trời hệ lụy do gia đình cứ gọi là không để cho con thiếu thốn. Nên cuối cùng là ra nông nổi như thế này. Ở góc nhìn của quý vị thấy như thế nào ạ? Mời bạn gái ạ. Xin chào chương trình, em tên là Như Ý. Thì sau khi mà xem tình huống, theo em cha mẹ nên cho con cái tinh thần thay vì cho con cái vật chất. Cha mẹ nên giáo dục cho con từ nhỏ để con biết rằng là hoàn cảnh thật của mình ở đâu, để tạo động lực cho con tiếp tục vững bước và để tránh được những cái tình huống không đáng có. Cảm ơn. Dạ em mời chị. Dạ, xin chào chương trình. Thì theo cái tình huống này mà tôi xem thì tôi nghĩ là cha mẹ này nuông chiều con cái quá. Cho con cái quá là nhiều tiền mà phải để cho con mình đi làm, kiếm tiền để biết cái giá trị của cái đồng tiền mà khi là mình đã làm ra. Thí dụ bây giờ là chị mình, nếu mình có một đứa con và ai đó đến nói là bạn đó thiếu họ nhiều tiền mà chị cũng có thể trả thì chị có giải quyết cho con không? Tôi sẽ trả nợ, nhưng mà tôi bắt con tôi phải viết giấy để trả lại cái tiền đó, trả lại cho tôi thì mình mới dạy con mình được. Chứ nếu bây giờ mà mình trả nợ mà mình không bắt nó trả, mình cứ trả vậy thì nó sẽ nghĩ là thôi dễ quá, chỉ cần mình nói mẹ mình là mẹ mình sẽ trả. Thì tôi nghĩ là cái cách đó cũng sẽ làm cho con tôi nó ngộ ra. Dạ, cảm ơn chị. Đây là một cách nha. Mời bạn Nam ạ. Xin chào mọi người, tôi tên là Hùng. Người con trong tình huống này thay vì được sự hỗ trợ giúp đỡ của ba mẹ thì càng nên cố gắng để mà mình tạo sự thành công, đem lại niềm vui cho cha mẹ thì lại đi lừa gạt nè, rồi hư hỏng, thật sự là quá đáng. Cho chị hỏi là vậy, bản thân em mà nhỏ lớn giờ mình có khó khăn gì mà cha mẹ đã cứu mình chưa? Hồi đó giờ thì em thì ngoan lắm, trong gia đình thì em cũng không có để cha mẹ phiền. Tại vì ba em là bệnh từ hồi đó giờ, em cũng sống cũng biết thân biết phận, biết lo cho cha mẹ mình. Thì em cũng cố gắng đi làm để phấn đấu nhiều, không có ăn chơi, không có thuốc nè, rồi cà phê, rồi mấy cái gì xấu thì em cũng hạn chế để mà có thể mà để dư cái số tiền ra để giúp mẹ, để phụ cho cha, cho gia đình. Cho nên thấy tình huống này rõ ràng em không chấp nhận được. Dạ, rồi đúng rồi ha. Chị rất hiểu, cảm ơn em. Sao vậy, sao mà ngậm ngùi vậy anh Tài? Thì nhìn tình huống là biết rồi, vẫn một câu nói cũ, cháu nó ở nhà rất ngoan, ít khi cháu nó ở nhà. Mỗi lần ở nhà là gây ra hậu quả thôi. Nếu mà nói theo cái tình huống của chương trình
thì là cái anh này anh đang có lỗi. Còn nếu mình nói theo cái chủ đề ngày hôm nay, cha mẹ sợ con bị thua thiệt, thì tất cả mọi thứ trên đời đều phải trả giá mới học ra được. Bởi vì như là nãy chị Như có nói là cái anh này ảnh kiểu cứ hay dậy nảy lên kêu người ta đưa tiền, thì chị nói là nó phải xuất phát từ một thói quen. Thì cũng có thể là phụ huynh sợ con mình thua thiệt nên là từ nhỏ cái gì cũng giang hết cái vòng tay của mình ra để mà chuẩn bị cho nó tất cả mọi thứ, để nó luôn luôn có cảm giác là tôi đầy đủ, tôi cần, là tôi có, tôi không có bị thua thiệt so với bạn bè. Nhưng mà có một cái câu nói rất là hay là tất cả mọi cái hành động và tư duy thái quá nó đều gây lên tội lỗi. Có nghĩa là mình sợ con mình thua thiệt, mình cố gắng phần mình để mình làm một cái võng tốt cho con mình là đúng. Nhưng mà mình sợ đến mức là cái gì mình cũng ráng, mình cày bừa, mình bảo vệ, mình ôm, thì nó bị thái quá là bản thân nó từ nhỏ lớn chưa bao giờ trải qua vấp ngã, chưa bao giờ trải qua cảm giác bị thua thiệt, cho nên là không có học được cái bài học gì hết trơn á. Như với em thì thí dụ như là em sẽ cố gắng phần em để con em nó có cái gì thì ít ra mình còn có tiền, có của, khả năng mình bảo vệ. Nhưng mà em muốn cho nó phải gặp cảm giác thất bại đi, gặp cảm giác thua thiệt đi. Bởi vì chỉ có nằm trong những cái cảm giác, những cái giây phút đó nó mới học ra được những cái bài học của cuộc sống đó thôi. Đoạn này khán giả coi sẽ nói tại em chưa có con á cho nên em nói vậy hay lắm. Giờ em nói cho khán giả luôn đi, con em sao? Con em 8 tuổi rồi. Đó, thấy chưa? Đó, trong trường hợp này chị thấy nãy giờ em có nói tiếng nào đâu. Sao mà dám nói tiếng nào. Tuy nhiên, nhưng mà vừa rồi em rút ra được một bài học. Nếu cha mẹ không muốn con thua thiệt và bảo vệ hết mình thì con sẽ thua thiệt. Đây là đứng trong tâm trạng một người con. Đây là đứng trong tâm trạng cha mẹ tại có con rồi. Nè, ví dụ như là em đi, trong cái trường hợp này em nhận định, em cảm thấy trời ơi, không phải đứa con nào nó cũng hiểu chuyện. Đôi khi cái sự bảo bọc của gia đình á, vô hình chung tạo ra một cái thói quen làm cho bạn không dựa người này cũng dựa vào người kia, cái thành ra mình trở thành một cái người không như người khán giả đang đoán em là đứa được bảo bọc đó, một người con được mẹ bảo bọc đó. Em nói thiệt luôn là khi mà hơi biết nhận thức rồi, cha mẹ nói với em luôn, cha mẹ không có quá khá giả để cho con có được tất cả mọi thứ con muốn. Nếu như con thật sự muốn một cái điều gì đó, con phải tự cố gắng. Cha mẹ em dạy em vậy. Dạ, còn em nói sao với con em Tài? Em hả? Nếu như mà em có điều kiện em cũng sẽ dạy con em giống như cái kiểu là em. Ủa, không là có điều kiện. Em có điều kiện lắm mà. Em nói nếu rồi. Thôi chị. Em đang nói nếu thôi. Thật ra cái này á, là em nhìn tình huống này em thấy rất là quen. Bây giờ trách ba mẹ cũng đúng. Tại vì đó là do một phần là lỗi là ở người lớn. Mẹ em á, thì khi mà hai người ly hôn với nhau á, thì ba anh em về ở với mẹ. Thì hồi trước em hay ganh tị lắm. Tại sao mẹ em lúc nào cũng thương anh cả của em. Thương mà một cách thương thái quá luôn. Cái gì cũng là anh em nhất. Về sau mới phát hiện ra được lý do tại sao mà mẹ em thương người anh của em nhất mà để cho em hư tới bây giờ. Bởi vì đó là kết tinh của tình yêu. Lúc mà có đứa con đó thì mẹ em với lại ba em là hạnh phúc nhất. Đến khi có ông anh em thì bắt đầu rạn nứt. Đến khi mà có em á, thì gia đình tan nát. Cho nên thành ra là cái sự quan tâm nó sẽ dành cho người anh đầu tiên. Mình cứ nghĩ là anh em sẽ luôn bị thiệt thòi. Tại vì anh em bước từ cái nhà rất giàu, bước về đây ở rất là khổ. Còn tụi em là khổ sẵn rồi. Khi mà đẻ ra là khổ sẵn rồi. Thì tới tận bây giờ luôn thì cái hậu quả mà em đang gánh chịu là rất nhiều lần anh em y chang như vậy. Em rút cái kinh nghiệm này để em dạy con em. Anh em thì quá sung sướng rồi. Sau khi sung sướng rồi không được sung sướng nữa thì mẹ làm mọi cách để con mình có được cái sự sung sướng đó. Nhưng thật ra không có đủ. Bù đắp nó không có đủ thì càng lúc cái nhu cầu người ta càng nhiều hơn. Càng lớn nhu cầu càng nhiều hơn và không đủ thì bắt đầu tôi phải đi hư nè. Đủ thứ chuyện xảy ra trên đời hết. Nếu mình quá nghiêm khắc với con á, thì mình có sợ là con mình nó tuổi thân, nó cảm thấy là nó không có được, đáng lẽ nó đáng được, tại cha mẹ nó có khả năng. Rồi có khi nào mình có cái suy nghĩ nó ngược lại không? Em thì em chưa có con trai, nhưng mà em nghĩ là cái cách dạy của con trai với con gái sẽ khác nhau. Nếu em dạy con trai thì em sẽ khác. Nghiêm khắc hơn. Còn với con gái thì mình nên nhẹ nhàng hơn. Quay trở lại với cái chủ đề của mình là phụ huynh là sợ là con bị thiệt thòi á. Cái điều đó nó tốt xấu như thế nào chị? Cái tình huống của chúng ta đưa vào hoàn cảnh người mẹ quá khó khăn. Và mình cảm thấy con giống như nó lừa lọc vậy đó. Nhưng nếu trong một bối cảnh gia đình cũng bình thường đi, thì thực sự mà nói ở đây hai khách mời của mình đã chia sẻ quá đầy đủ ở cả hai vai trò. Vai trò một là tụi em là những đứa con, phải không ạ? Và trải qua cái trải nghiệm cuộc sống của mình đã thấu đáo như thế nào khi mà cha mẹ chiều con vô tội vạ mà thiếu cái sự dạy dỗ. Cái thứ hai là cái vai trò làm cha mẹ. Nhưng mà rõ ràng khi mình đứng ở hai góc độ mình thấy khác. Có lúc mình kiểm soát được, có lúc mình không kiểm soát được. Và nhân danh tình yêu thương thì người ta có quyền đáp ứng những cái điều kiện của con. Bởi vì thực sự mà nói đó quý vị, trẻ con, nếu các bé đang xem chương trình này cùng với cha mẹ nè,
sẽ thấy rằng là tất cả những cái mong cầu của mình mà đều không được cha mẹ đáp ứng á, thì các bé nó buồn lắm. Đó là mình nói thiệt. Khán giả ngồi đây có thấy vậy không? Cảm thấy mình tủi thân. Có những bé chỉ vì cái áo, tấm quần hay là cái kẹo, cái bánh là đã tủi thân. Có những bé đầy đủ phương tiện nhưng mà chỉ thiếu một sự ôm ấp vỗ về cũng tủi thân nữa. Cho nên trong cái điều kiện có thể, việc mà phụ huynh đem lại cho con cảm giác ấm áp, yêu thương, niềm vui bằng cái sự đáp ứng những mong cầu của con, thì theo tôi quan niệm là đầu tiên là nó chính đáng chứ không có gì là không chính đáng hết. Nhưng mà cái từ mà các bạn nói nãy giờ tôi thấy rất là hay, dù mình là những bố mẹ còn rất là trẻ. Thương con, nuôi con thì phải biết dạy con. Khi mình nghĩ đến những hoàn cảnh không còn mình ở trên đời, thì bây giờ mình phải dạy con mình sự thích ứng với cuộc sống. Con phải sống được với cuộc sống, con phải sống được với người khác. Và muốn như vậy thì dạy con không phải chỉ là nhắc con từng ly từng tí, mà hình thành cho con một cái hệ giá trị trong cuộc sống. Quý trọng giá trị sức lao động của mình, của người khác. Quý trọng những cái gì mình đang có, kể cả quý trọng tình yêu thương. Cha mẹ làm vậy cho mình là yêu thương thì mình phải biết quý trọng. Vậy cái giáo dục của mình tùy vào bối cảnh, hoàn cảnh gia đình, tùy vào cái tính cách của người cha, người mẹ và con cái của mình. Mà bán hết gia sản chỉ vì chạy theo cái sự thụ hưởng cuộc sống của con mà không dạy con về giá trị của cuộc sống, thì tôi nghĩ là các gia đình nào mà mình đang ở trong một cái bối cảnh tương tự là mình phải xem lại. Tất cả những cái gì thành tựu chúng ta có, dù nhiều hay ít, đều phải trải qua một cái quá trình, phải có sự nỗ lực, sự khổ luyện. Thì hy vọng rằng là những bạn trẻ khác cũng vậy, đừng có thấy người ta có những cái gì đang có và nghĩ rằng là người ta có dễ, và mình sẽ tìm cách, tìm con đường ngắn nhất để mà mình đạt được nó. Cảm ơn chị Linh Trang rất nhiều. Như vậy là rõ ràng rồi, đó là quay về vấn đề giáo dục. Mình cho con cái điều gì thì hãy làm cho con biết được giá trị, giá trị của thứ mình cho đi, và giá trị khi mà con nhận được, và biết làm cho con tạo nên những cái giá trị trong cuộc sống. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi lại những cái câu nói ấn tượng ngày hôm nay nha. Nhưng mà mình sợ đến mức là cái gì mình cũng ráng, mình cày bừa, mình bảo vệ, mình ôm, thì nó bị thái quá, là bản thân nó từ nhỏ lớn chưa bao giờ trải qua vấp ngã, chưa bao giờ trải qua cảm giác bị thua thiệt, cho nên là không có học được cái bài học gì hết trơn á. Đôi khi cái sự bảo bọc của gia đình á, vô hình chung tạo ra một cái thói quen làm cho bạn không dựa người này cũng dựa vào người kia. Sau khi sung sướng rồi không được sung sướng nữa thì mẹ làm mọi cách để con mình có được cái sự sung sướng đó, nhưng thật ra không có đủ. Bù đắp nó không có đủ thì càng lúc cái nhu cầu người ta càng nhiều hơn. Và không đủ thì bắt đầu tôi phải đi hư nè. Đủ thứ chuyện xảy ra trên đời hết. Đáp ứng những mong cầu của con thì theo tôi quan niệm là đầu tiên là nó chính đáng chứ không có gì là không chính đáng hết. Nhưng mà thương con, nuôi con thì phải biết dạy con. Khi mình nghĩ đến những hoàn cảnh không còn mình ở trên đời, hình thành cho con một cái hệ giá trị trong cuộc sống. Quý trọng giá trị sức lao động của mình, của người khác. Quý trọng những cái gì mình đang có, kể cả quý trọng tình yêu thương. Cha mẹ làm vậy cho mình là yêu thương thì mình phải biết quý trọng. Dạ em cảm ơn chị Linh Trang, em cảm ơn anh Tài. Cảm ơn Gia Gia Nhật Hạ đã đưa rất nhiều kinh nghiệm và cũng như kỹ năng của cuộc sống. Và đặc biệt là cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian yêu thương chương trình Quyền Năng Phái Đẹp. Quý vị thân mến, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty truyền thông Pink House thực hiện, được phát sóng vào lúc 19h15 thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Hai tụi con cứ yêu đương nhau thêm một vài năm nữa đi, rồi hãy cưới con, cũng đâu có muộn đâu. Có nhiều người á, họ yêu nhau rồi họ quen nhau cũng mười mấy hai chục năm, sau đó họ làm đám cưới, rồi cuối cùng cũng chia tay thôi. Bây giờ hai đứa con cảm giác là tụi con quen nhau vậy là đủ rồi. Bây giờ tụi con cần phải tiến tới một cái cột mốc mới trong cuộc sống của mình. Dạ. Để mà có một cái cuộc hôn nhân mà tốt chỉ trong một cái thời điểm mà quen nhau ngắn như vậy á, thì chị vẫn không ủng hộ. Hôn nhân đâu phải lúc nào cũng màu hồng. Cãi nhau giữa vợ chồng trong hôn nhân là độ tuổi nào cũng có, yêu sớm yêu muộn hay cưới sớm cưới muộn gì cũng có.